Một tuổi rất là đặc biệt trong năm Giáp Thìn 2024 đó là tuổi Thìn. Tuổi Thìn cộng năm Thìn là gặp phải hạn Thái Tuế. Mọi người đều có xu hướng nghĩ là tiêu cực khi mà nói về tuổi Thìn trong năm 2024. Nhưng mà thực ra điều này là một sai lầm. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra là các quý vị thấy là trong lịch sử, ví dụ nói về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông George Bush chẳng hạn, đúng cái năm tuổi ông ý thì ông ấy lại trúng cử. Bảo là năm tuổi mà năm phạm phải Thái Tuế thì nó mất đi, thì theo tôi là hơi bị mang tính khiên cưỡng và đầy cái sự tiêu cực. Nếu nói chuẩn thì phải là theo một cái trạng thái, một là lên như diều gặp gió, hai là mà đã xuống thì xuống dốc không phanh. Đấy, thành ra tuổi Thìn phải có những cái thận trọng nhất định trong năm 2024 thì nó sẽ chuẩn xác hơn. Thực ra năm nay là một năm một cái khá là may mắn đối với người tuổi Thìn, là cái con đường công danh quan lộ rất là rộng mở và dễ gặp được những cái quý nhân phù trợ. Người tuổi Thìn mà đang mong muốn có những cái sự dịch chuyển này, thay đổi về môi trường sống, thay đổi công việc, hoặc là những người thích chủ nghĩa xê dịch, muốn có một sự lang thang trong năm 2024 thì rất dễ đạt được cái nguyện vọng của mình. Năm nay người tuổi Thìn cũng là một năm mà đầy những cái sự vất vả, lo toan. Thành ra là người tuổi Thìn phải chuẩn bị cho mình một cái hành trang nhất định để đi rèn luyện sức khỏe, đúng không ạ? Chuẩn bị cho mình một cái tâm thế nhất định để mà khi bước vào năm thì chúng ta không bị quá bất ngờ. Năm nay một năm nó rất là phù hợp với những ai làm cái công việc liên quan đến hùng biện, đến thuyết giảng, hoặc là ví dụ như là giáo viên, thì là một năm đầy những cái thuận lợi, cơ hội phát triển. Về công danh sự nghiệp là thế, thì nhìn có vẻ là tươi đấy, đúng không ạ? Người ta gọi là đỏ tình thì đen bạc, nhưng mà đen tình thì lại đỏ bạc. Ở đây là công việc đang ở vận đỏ rồi thì là chuyện tình cảm lại không được như ý, nhất là trong những cái mối quan hệ gia đình. Về tận họa trong năm Giáp Thìn này thì người tuổi Thìn sẽ gặp phải những cái vấn đề liên quan đến, một là chân tay, hai là răng miệng, và ba liên quan đến đau đầu. Các bạn chú ý cho tôi là ba cái bệnh đấy thì chân tay thì sao? Chân tay thì chúng ta chú ý cho tôi là đi lại xe cộ thì nhớ uống rượu bia thì uống ít thôi. Nếu mà đã uống rượu uống bia thì chúng ta thôi đừng lái xe nữa, bắt Grab, bắt taxi, hoặc là chúng ta đi xe máy chẳng hạn thì chúng ta phải đội cái mũ bảo hiểm cho nó thật là chuẩn. Chơi các môn thể thao vận động thì chúng ta chơi nó vừa phải thôi, chứ các môn đối kháng chúng ta chỉ cố đến 7-8 phần thôi, chứ đôi khi là ham quá thì mình tự nhiên nó bị chật khớp, chạy cơ đi thì nó cũng làm rất là mệt mỏi. Chúng ta có đôi tay, đôi chân nó lành lặn thì chính là điều tuyệt vời rồi. Còn vấn đề liên quan đến răng miệng nữa, hoặc là cổ họng nữa thì cũng phải hết sức đề phòng trong những cái năm tháng mà nó thay đổi thời tiết. Hoặc là viêm họng thì chúng ta có thể là tiêm phòng cúm mùa đi, nó cũng là một trong những cái biện pháp rất là tốt. Đặc biệt ai tuổi Thìn, ví dụ sinh vào tháng 2 hoặc là sinh vào tháng 8 thì nên lưu tâm cho tôi một chút khi tham gia giao thông về vấn đề an toàn giao thông. Ngoài ra thì tuổi Thìn trong năm nay có thể lên chủ động đi thẩm mỹ, ví dụ như là đến bác sĩ nha khoa để nắn chỉnh răng này, để lấy cao răng, hoặc là đi đốt mụn thì nó sẽ là cách hóa giải những cái vấn đề xấu đó. Còn về vấn đề tài chính thì sao? Tôi thấy trong năm nay tuổi Thìn có một số những cái tuổi rất là đẹp, phần lớn người tuổi Giáp Thìn sẽ đón một cái năm rất là mạnh mẽ về mặt tài chính. Được ông trời ban cho bốn chữ lộc trời ban tặng, tuổi Canh Thìn cũng thế, cũng đạt được khoảng 7 đến 8 phần so với ông Giáp Thìn. Đầu tư đầu năm thì đến cuối năm mà thường là sẽ có thặng dư và có thể đầu tư vào những cái lĩnh vực ví dụ như là lướt sóng chẳng hạn, chứng khoán này hay bất động sản này, hoặc làm về tài chính chẳng hạn thì rất dễ thành công. Ngoài ra thì có một số tuổi ví dụ như là Giáp Thìn nhưng mà sinh vào giờ Mão hoặc là giờ Dậu thì được gọi là phát dã như lôi. Ở đây phát dã như lôi là gì? Lúc mà phát thì nó phát kinh lắm, nhưng mà đến lúc mà nó không phát nữa ấy, thì đôi khi là nó cắm đầu mà đi xuống. Thành ra những cái bạn mà như thế theo tôi làm ăn thì cũng phải vừa phải thôi. Đôi khi là xanh nhả còn hơn là già đồng. Còn cái tuổi Nhâm và tuổi Bính thì sao? Thì theo tôi năm nay là một năm mà tiêu xài phải thật cẩn thận. Tiêu quá thì đôi khi quẹt thẻ nhiều quá, cuối năm lại không có tiền mà tiêu trả đâu. Đầu tư làm ăn thì phải có tầm nhìn dài hạn, tầm 2 đến 3 năm. Đầu tư năm 2024 thì gặt hái vào năm 2025, 2026. Chứ không bảo gặt hái luôn thì theo tôi là rất là khó đấy. Trên đây là những cái lời khuyên của tôi trong năm 2024 đối với tuổi Thìn mà đang phạm Thái Tuế. Quý vị mà cảm thấy hay thì nhớ like, nhớ subscribe kênh, chia sẻ hoặc là ấn nút chuông để có ngay được những cái video hay của tôi trong năm 2024. Tới đây tôi xin chào và hẹn gặp lại các quý vị trong các video tiếp theo.